Phi Nhung đã điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19 tháng 8. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe không được cải thiện, chị đã chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối ngày 26 tháng 8. Trên trang web hệ thống quản lý của người cách ly và người nhiễm COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật thông tin bệnh nhân Phạm Phi Nhung Tên đầy đủ của ca sĩ Phi Nhung, sinh năm 1970 và có địa chỉ là tại quận Bình Thạnh. Hình ảnh một người được cho là nữ ca sĩ Phi Nhung trong bệnh viện được đăng tải trên mạng xã hội và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nữ ca sĩ Phi Nhung hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khi mắc Covid-19 và có chuyển biến nặng. Thông tin về bệnh tình của chị đã gây xôn xao dư luận, tạo nên nhiều tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội trong những ngày qua. Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh một người phụ nữ được cho là nữ ca sĩ Phi Nhung đang nam viện. Cùng với lời chú thích, khẳng định, sức khỏe chị đã ổn định và có nhiều tiến triển tốt. Ngay lập tức, anh Đỗ Quang Chí, quản lý của nữ nghệ sĩ, đã phủ nhận điều này. Anh khẳng định, đó là hình ảnh fake, giả mạo và cho biết hiện tại sức khỏe của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng, đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng HA đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi. SP02 là 94. SP02 là chỉ số cơ bản đầu tiên trong theo dõi bệnh nhân hồi sức cấp cứu. Thông qua chỉ số SP02 được máy SP hiển thị bác sĩ có thể đánh giá được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, đặc biệt là đối với những người bệnh phải thở máy hoặc thở oxy. Quản lý của nghệ sĩ Phi Nhung cũng bày tỏ mang muốn khán giả không tiếp tục lan truyền những thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận. Em ruột ca sĩ Phi Nhung nhắn gửi những lời thống thiết đến chị gái. Trên trang cá nhân của anh Tommy, em trai ruột Phi Nhung đã có những lời nhắn thấm thiết gửi đến chị gái của mình. Anh viết, mạnh mẽ lên nha chị, vượt qua tất cả khó khăn, sẽ hết bệnh. Em đang chờ tin vui của chị, đừng làm em thất vọng. Mau khỏe lại, còn mang em mỗi ngày nữa chứ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cầu nguyện cho chị. Em biết ơn và luôn trân trọng những tình cảm của cô, chú, anh, chị và các fan của chị em. Em luôn cầu nguyện má của em và Phật trời cho chị ấy. Em giảm tuổi thọ để cho chị em được tai qua nạn khỏi vì em chỉ có một người chị này thôi. Tham Mì cũng chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng chị gái Phi Nhung kèm những tâm sự xúc động như sau. Nếu như má là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em thì chị sẽ là người phụ nữ quan trọng thứ nhì. Chị có biết không có gì quan trọng hơn chị không? Cỡ cả gia đình riêng của em. Trong cuộc đời của em, không ai thay thế được chị hết. Trong khi đó, ca sĩ Mạnh Huỳnh tiếp tục gửi lời động viên tới người bạn tri kỷ trong âm nhạc. Anh nhắn gửi, cố lên bạn tôi nhé, ta còn nợ nhau nửa đời ngờ thật còn lại. Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài, nhiều trong gai, quắc quả. Hãy mạnh mẽ, và kiên cường như chính cuộc đời bạn. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn. Wendy Phạm, con gái ruột của nữ ca sĩ Phi Nhung, mang mọi người cùng cầu nguyện cho mẹ của mình. Mới đây, Wendy Phạm, con gái ruột duy nhất của nữ ca sĩ Phi Nhung, có chia sẻ sau khi thông tin mẹ nhập viện điều trị Covid-19 được thông báo công khai. Wendy Phạm gửi tin nhắn như sau: Trước tiên, con xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, gửi nhiều lời động viên đến con và gia đình. Con thật sự rất cảm động trước tình cảm của mọi người, nhưng hiện nay vì con khá bận do đi làm, gia đình và theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung nên không thể trả lời điện thoại và tin nhắn của mọi người được. Mong mọi người cầu nguyện cho mẹ của con. Được mệnh danh là người có nhiều con nuôi nhất trong sau biết việc, nhưng Phi Nhung chỉ có duy nhất một người con ruột. Con gái Phi Nhung sinh năm 1992, cô độ thủ khoa ở Mỹ, chuyên ngành y tá vào cuối năm 2017. Vào giữa tháng 11 năm 2018, giọng ca Lý Chim Nguyên cũng từng hạnh phúc chia sẻ những hình ảnh con gái tốt nghiệp chuyên ngành thạc sĩ y học tại Mỹ. Phi Nhung chia sẻ những năm vừa qua, cô không muốn kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái. Thời gian qua, Phi nhung tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch Covid 19 Nữ ca sĩ kêu gọi cùng với tiền tự đóng góp mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị trong dự án cộng đồng HEP Việt Nam vì nhịp thở Việt Nam. Phi Nhung còn tích cực nấu cơm, tặng suất ăn, từ thiện và phát quà cho người nghèo ở nhiều nơi. Hiện tại, thông tin sức khỏe của Phi Nhung vẫn được quản lý của chị cập nhật liên tục với khán giả. Người yêu ngờ thật đều cầu chúc nữ ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe, chiến thắng, dịch bệnh. Đó là những thông tin cập nhật Mỹ đã review và gửi đến với cả nhà trong chiều ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9 năm 2021. Mỹ cảm ơn cả nhà đã xem video này của Mỹ. Mỹ mến chào tạm biệt cả nhà và mến chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe. Mỹ mến chào.